Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 5 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai gồm đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Sùng A Lệnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Đức Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri trên địa bàn huyện Mường Khương. Cùng dự có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và huyện Mường Khương. Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri huyện Mường Khương kiến nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét để cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang của địa bàn vừa là huyện nghèo vừa là huyện biên giới được hưởng phụ cấp đặc biệt, giúp ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với cơ sở. Cần có chính sách hợp đồng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo, đảm bảo trình độ đào tạo đạt chuẩn, miễn học phí cho một số đối tượng cụ thể, trong đó có học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ưu tiên nâng tỷ lệ số lượng tuyển thẳng học sinh dân tộc thiểu số rất ít người vào đại học, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở. Một số cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều hơn các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực khó khăn, xây dựng trụ sở hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, cùng một số kiến nghị liên quan đến chính sách đầu tư cho sản xuất. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Xuân Phong, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã tiếp thu, giải đáp và làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm dành sự ưu tiên đặc biệt cho khu vực các huyện nghèo, vùng cao, biên giới, trong đó có Mường Khương. Nổi bật là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã giao nhiệm vụ phụ trách hỗ trợ trực tiếp xã nghèo cho các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ, miễn giảm học phí, bù chi phí sinh hoạt cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi những điều chỉnh từ quyết định 861, đồng thời ưu tiên các nguồn lực cho vùng cao, vùng lõi nghèo trong tỉnh. Phát biểu với cử tri huyện Mường Khương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh những thành tựu của đất nước năm 2023, làm rõ hơn kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tôi rất mong muốn và đề nghị các đồng chí cần kịp thời có các cái chủ trương, biện pháp quyết liệt, có kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt cái mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững. Trước tiên là quan tâm thực hiện tốt cái kế hoạch giảm nghèo bền vững cho 5 cái xã nghèo trên địa bàn, rồi hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu tỉnh cần quan tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trên địa bàn.